Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Hoằng Pháp. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa quý Phật tử thân mến. Hôm nay lại một lần nữa đầy đủ duyên lành trở về nơi đạo tràng chùa Hoằng Pháp trong khóa tu Phật thất lần này. Lời nói đầu tiên cho con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ, kính chúc khánh tuế Hòa thượng Viện chủ Chư Tôn Đức Tăng được thêm hạ lạp. Kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, hóa duyên vô ngại, là bóng tùng cao cả che chở cho chúng con và chúng sinh trên con đường tìm về bến giác. Thân kính gửi đến Pháp hội Đạo Tràng lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý vị, như lời giới thiệu vừa rồi của Đại Đức hướng dẫn chương trình, trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, trên đường tu của chúng ta rất nhiều gian khổ, ma chướng trải hằng xa, nghịch thuận duyên khảo đảo, thương ghét nợ oan gia. Thật vậy, đường tu hay là đường đời cũng vậy, không phải lúc nào con đường ta đi cũng bằng phẳng trơn tru, mà có khi chúng ta gặp chướng ngại vô vàn. Nhưng có một câu nói rất nổi tiếng của Nguyễn Bá Học gửi gắm cho chúng ta như sau: đường tuy khó, không phải khó vì ngăn sông cách núi, mà khó là vì lòng người ngại núi e sông. Phải không các vị? Nếu chúng ta không ngại, không ngại khó khăn, không ngại những gian khổ ở trước mặt, với ý chí, với quyết tâm, với lý tưởng hướng đến con đường giải thoát giác ngộ, thì dù khó khăn, chướng ngại muôn trùng, ta cũng có thể vượt qua tất cả. Vậy thì vượt qua ma chướng như thế nào? Hôm nay con xin mượn lời Phật dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm và cũng như những phương pháp tu hành được chư Phật, chư Tổ chỉ dạy để gửi gắm cho toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp hôm nay qua đề tài vượt qua ma chướng. Trước tiên con xin định nghĩa hai chữ ma chướng là gì. Ma, tiếng Phạn gọi là Mara, Trung Hoa dịch là sát giả, tặc giả. Sát có nghĩa là giết. Cái gì mà nó giết chết đi mạng sống trí tuệ của mình, nó giết chết đi giới thân tuệ mạng của mình, cái đó gọi là ma. Và cái gì nó cướp đi những cái công đức vô lậu của mình, cái đó gọi là ma. Cho nên Mara là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là sát giả, tặc giả. Quý Phật tử quán sát lại coi, trong đời sống tu hành của chúng ta hằng ngày, những cái gì nó làm chướng ngại, cản trở cho con đường Bồ Đề, cho con đường Niết Bàn, cho sự tu tập của chúng ta, nó làm trở ngại cho mình, thì cái đó gọi là ma, nghe quý vị. Mà vì nó làm chướng ngại trên con đường thánh đạo hướng đến sự giải thoát giác ngộ, cho nên gọi là ma chướng. Quý Phật tử ơi, khi đề cập đến các loại ma làm chướng ngại cho ta, trong tinh thần của Kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy có bốn loại ma, cho nên gọi là tứ ma. Bốn loại ma đó là gì? Thứ nhất, phiền não ma. Thứ hai, ngũ ấm ma. Thứ ba, tử ma. Và thứ tư là thiên ma. Nhưng thời gian của ban tổ chức cho phép chúng con chỉ có 1 tiếng 15 phút mà để chia sẻ bốn loại ma đó
và hướng dẫn cho quý vị phương cách hành trì để vượt qua ma chướng, thì thật sự 1 tiếng 15 phút không có đủ. Cho nên con xin ngắn gọn lại những chướng ngại cho đời sống tu hành hàng ngày của chúng ta. Thì khi nói đến phiền não là loại ma thứ nhất này, quý vị thấy nó có chướng ngại mình không quý vị? Có không? Phiền não ma nó làm chướng ngại vô cùng. Nhưng mà tuy biết rằng phiền não là căn bản của sinh tử luân hồi, nó là cội gốc mà từ vô thủy kiếp đến nay, nương nơi cái gốc rễ này khiến cho chúng ta cứ vào sanh ra tử trong kiếp luân hồi, nổi trôi lên xuống nơi ba cõi sáu đường. Nhưng kính thưa quý vị, để vượt qua phiền não thì dễ dàng hay là khó quý vị? Khó vô vàng luôn. Con nói thí dụ thôi. Tôi biết rằng tham muốn dục vọng đó khiến cho mình phải phiền não khổ đau, ăn không ngon, ngủ không yên, muốn đem về những cái mà mình ham muốn, mình ưa thích, mình mong cầu, nó làm cho mình khó chịu, bất an vô cùng. Thế mà con ma tham này đuổi hoài, nó không đi. Nó cứ đeo bám theo ta và nó luôn rình rập giống như một bóng ma chật chờ, và nó cứ ám ảnh cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta điêu đứng khổ sở. Mà nếu quý vị không nhận diện ra ma tham thì quý vị dễ dàng sống chung với nó, giống như người sống chung với giặc và nhận giặc làm con vậy đó. Quý Phật tử thấy không? Nếu mà mình nhìn lên thì bản thân mình thấy rõ mình không bằng ai rồi đó. Nhưng mà mình nhìn xuống không ai bằng mình. Có đúng vậy không các vị? Từ con đường ở Đồng Tháp mà con trở lên Sài Gòn hồi sáng này, lúc huynh đệ chúng con đi là 5 giờ sáng, đi ghé qua bên chùa Di Lặc có Pháp hội Trung Phong ở bển. Hôm nay là tới cái buổi giảng của con. Mà trên con đường đi con chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh. Có những bà cụ già còng lưng, đội chiếc nón lá dầm mưa, đi bán từng tờ vé số để đánh đổi có 3 bữa ăn trong ngày. Thật là khó khổ. Có những em bé, mỗi khi chúng con dừng lại ở ngã tư, ngã sáu, thì có những em bé đi xin ăn, cứ xe dừng lại là nó gõ 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 cửa xe mình để xin tiền. Nhìn những em bé lam lũ, mình mẩy bùn đất, trời mưa như vậy, nó lam lũ, nó bùn đất. Nhưng mà với cuộc sống, và con biết rõ là các em này chắc chắn cuộc sống cha mẹ vất vả cơ hàn, cho nên mới lâm vào cảnh ngộ đó. Mình thấy những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc sống đời thường này, mình nhìn lên mình thấy mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống không ai bằng mình rồi. Cho nên quý Phật tử ơi, đừng tham cầu quá nhiều. Dù mình có cưỡng cầu cũng không được. Mà câu nói của con thường nhắn nhủ với chư huynh đệ rằng cái phước mình chỉ có 50.000 mà mình muốn 100.000 sao được, phải không các Phật tử? Nhưng dù chúng ta có phước 50.000, Phật khuyên chúng ta cũng đừng xài hết. Bởi vì xài hết phước, quả nó đến với mình. Cho nên phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến cũng quá thành hư vô thôi. Chúng ta hãy bằng lòng với đời sống hiện tại này đi quý vị, với những gì mình đang có, và chớ có tham cầu nhiều. Và đặc biệt người tu học Phật Pháp không được cưỡng cầu, bởi vì có cưỡng cầu cũng chẳng được đâu. Mà càng tham muốn, cầu mong có cái này, có cái nọ, không có được, cầu mong không được, đã khổ sầu rồi. Mà khi có được nó, ôi đánh đổi lại một thành quả nào muốn có được, thì đánh đổi lại cả một cái quá trình gian khổ, đúng không các vị? Chúng ta chỉ thấy được cái thành quả đạt được,
Nhưng mà chúng ta không biết được cái quá trình để tạo nên có được cái kết quả đó là phải hy sinh biết bao nhiêu. Nào nước mắt, mồ hôi, công sức lao động của mình, phải tận tụy, suy nghĩ, toan tính đủ điều. Và trong cái quá trình để tạo ra tiền của tài sản đó, chắc có lẽ quý Phật tử đây cả cuộc đời của mình đã trải qua rồi, ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh rồi, danh lợi tình tiền có đó, nhưng rốt cuộc như thế nào quý vị? Danh mà chi, lợi lộc mà làm chi, bả vinh hoa gẫm lại có ra gì? Khi trút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Nhưng quý vị ơi, danh với lợi khiến cho biết bao nhiêu người điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn. Rốt cuộc rồi, vì danh, vì lợi, ta đua chen, cho nên trọn kiếp ta cam tâm làm thân ngựa hèn, trâu dại, làm thân trâu ngựa để nô lệ cho tham muốn dục vọng cả cuộc đời này. Đó là một điều đáng tiếc lắm quý vị. Vì thân mạng này ta còn không gìn giữ được, huống gì cái vật ngoài thân, đúng không các vị? Cho nên quý Phật tử hãy lắng nghe đây lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, câu số 62, con trích dẫn: con ta, tài sản ta, người ngu thường nghĩ thế, thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu. Với một đời sống không tham cầu, cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương, phải không các bạn? Sở dĩ chúng ta bị cái loại ma phiền não nó làm chướng ngại mình, mà con ma đầu tiên đó là ma tham, là bởi vì chúng ta không nhận thức hiểu rõ, không nhìn thấu để thấy rõ rằng tất cả các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi như đang ngon giấc mộng đông thì, như trò huyễn hóa không bền chặt, như bọt tan mau mất cấp kỳ, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại, quán sát như vậy mới thật tri đâu quý vị. Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật khuyên chúng ta hãy dùng trí tuệ để mà quán chiếu tất cả các pháp hữu vi, là những pháp có hình, có tướng đó, ta có thể sờ mó, đụng chạm, tiếp cận. Nhưng quý vị ơi, nó chẳng khác nào như là chim bao, như là bọt nước, cái thân của mình như là tấc bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi, phải không các vị? Cái bài sáng này quý vị đọc tụng hoài, cho nên con nói tất cả chư huynh đệ chúng ta hàng ngày hãy in vào trán, khắc vào tim của mình ba chữ sau đây: hàng dễ bể, đồ dễ vỡ. Cái gì là hàng dễ bể, cái gì là đồ dễ vỡ vậy? Cái thân này là cái hàng dễ bể, cái đồ dễ vỡ. Nó mong manh lắm quý vị, thấy đó rồi mất đó. Quý vị có biết không, cách đây hơn một tháng, buổi sáng cái con lên xe đi đến Vĩnh Long để giảng đạo tràng, gặp phái đoàn Phật tử ở thành phố Thủ Đức đi về chùa của chúng con để phóng sanh. Nguyên một đoàn đến, cái chú trưởng đoàn khoảng 36 tuổi dẫn một đoàn Phật tử đến gặp con, nói: cô ơi, cô đi đâu vậy cô? Tụi con hôm nay về chùa cô phóng sanh, cô đi đâu vậy? Con mới trả lời, con nói con đi đến đạo tràng để giảng. Cô đi chừng nào về? Con nói khoảng 10 giờ rưỡi con có mặt tại chùa. Cái chú nói: thôi, chào cô đi đi cô, chúng con hẹn lại 10 giờ rưỡi gặp lại cô nha. Thôi quý huynh đệ mình vô dùng sáng để đi phóng sanh. Khi con lên xe đi đến đạo tràng ở tại Vĩnh Long giảng xong rồi, ra bước lên xe thì quý huynh đệ ở chùa điện thoại đến và báo tin cái chú Phật tử trưởng đoàn đó đã chết trên ghe cá. Chết trên ghe cá là bị đột quỵ. Chú bị đột quỵ, chú mới vừa thả có 2-3 rổ cá,
Cái chú nói với sư cô ơi, sao con mệt dữ vậy nè, mới vừa nói mệt dữ vậy nè, thì chú gục xuống cái sôi bọt mép. Rồi mai phước là gia đình của chú có đi trong cái chuyến đó với lại quý huynh đệ Phật tử rất là đông, cho nên gọi xe cấp cứu và cái ghe mà đi phóng sanh đó tấp vào bờ, tấp vào trong bờ và gọi xe cấp cứu đến để đưa chú lên xe cấp cứu. Khi mà đưa lên xe cấp cứu thì các vị nhân viên y tá ngồi trên xe cấp cứu đó là báo tin chú đã tắt thở rồi. Rồi cái gia đình cấp tốc trở về nơi thành phố Thủ Đức. Con chưa kịp về, hẹn 10 giờ rưỡi là về gặp chú. Chú nói cô cứ đi, đi 10 rưỡi hẹn gặp lại cô. Nhưng mà có gặp lại được không? Thưa quý Phật tử, vô thường. Chúng ta dùng hai chữ vô thường và thấy rõ ràng như vậy. Cho nên khi con bước chân đi ra, cái con chào quý huynh đệ ở trong chùa, A Di Đà Phật, thưa quý huynh đệ, con đi nha, không hẹn ngày tái ngộ. Vì sao vậy? Không biết vô thường, không hẹn ngày tái ngộ. Tại vì sự vô thường xảy ra rất là đột ngột. Nhưng chúng ta nhìn thấu thấy rõ được cái tính chất vô thường, vô ngã, huyển hóa của các pháp hữu vi thì chúng ta mới buông xả được cái tâm tham đắm chấp trước. Có đúng vậy không các vị? Nếu nhìn không thấu, buông không được đâu quý vị. Bây giờ mà kêu ai đó thôi buông đi, bỏ đi, đừng hơn thua, đừng tranh đua làm chi, đừng tham muốn dục vọng để làm gì, nhiêu đó là đủ rồi, biết đủ là đủ rồi, không dám họ buông đâu, phải không? Phải nhìn thấu hiểu rõ mới buông được. Như con nói quý Phật tử ơi, con rất là cảm kích Hòa Thượng Viện Chủ ở chùa Hoằng Pháp. Chùa đây là một cái ngôi chùa rất nổi tiếng ở tại đất nước Việt Nam và nổi tiếng trên thế giới, phải không các vị? Vậy mà được biết Hòa Thượng 60 mấy tuổi mà Hòa Thượng đã giao lại cho Thầy Tâm Trường ở đây dưới quyền trụ trì để dành thời gian quý báu còn lại để lo tịnh tu, giải quyết cái việc lớn đó là gì? Sinh tử sự đại, phải không các vị? Và nếu chúng ta tu hành mà quán niệm sinh tử sự đại vô thường tấn tốc, cái việc sinh tử là việc quan trọng nhất trong cuộc đời tu hành của chúng ta, cần phải giải quyết cho xong. Và cái cơn vô thường mau chóng lắm quý vị. Hôm nay chung mặt ngồi đây tu học, chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào. Nói vậy cái quý Phật tử nói, gặp cô là trù rủa không à? Không có trù rủa đâu. Nhưng mà con nói như vậy là còn xa đó. Bây giờ mình nói gần chút nữa đi. Đêm nay giày dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Phải không cái việc dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay khó biết được ngày mai. Nhưng mà chúng ta thấy diễn biến của sự vô thường giữa đêm nay và sáng ngày mai là vẫn còn xa đó. Mà quý Phật tử phải hiểu rằng hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn đó quý vị ơi. Mạng người chỉ trong hơi thở thôi, mà khi ta đi đến đây có phải là đi với hai bàn tay trắng, có phải gì không quý vị? Con thường nói bên quý ông nha, quý ông ơi, khi mà ta có mặt trên cuộc đời, ta sanh ra, ta đến đây, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Và quý ông nên nhớ, mình là thân phận trần văn trụi. Còn bên quý bà, hãy nên nhớ rằng, chúng ta có mặt trên cuộc đời này, đến đây, ta là thân phận của chị trần thị tay trắng, rốt cuộc cũng trắng tay trở về. Có mang được thứ gì đâu quý vị, của trần ta cũng trả lại cho trần, nhưng bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng. Do đó quý Phật tử, đừng để cho con ma phiền não tham muốn dục vọng đó, nó xúi dục mình, nó dẫn dắt mình đi vào con đường sai trái tội lỗi. Mà quý vị phải biết rõ rằng tiền, khi chúng ta biết sử dụng xài thì đồng tiền đó hiền giống như là Phật. Nhưng mà tiền chẳng biết xài thì tiền dữ như ma. Phật ma chỉ tại người ta, chứ
chứ tiền với bạc vốn là vô tri nghe quý vị. Có một số người họ nhìn không thấu, hiểu không rõ, họ đưa giá trị của tiền của vật chất cao lắm quý vị. Cao cỡ nào? Họ cho rằng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Nhưng mà chúng ta biết tu rồi thì chúng ta biết tạo ra tiền của tài sản bằng nghề nghiệp lương thiện đạo đức, và cũng biết sử dụng đồng tiền hợp pháp hợp lý, thì đồng tiền đó nó trở thành đồng tiền khôn, đồng tiền công đức, đồng tiền giá trị, đồng tiền lợi ích. Còn nếu không biết nô lệ cho tiền của vật chất đó để nó xỏ mũi mình, nó sai sử mình, nó dẫn dắt mình vào con đường sai trái tội lỗi bởi do lòng tham đó, thì đồng tiền đó trở thành đồng tiền dại, đồng tiền ma, đồng tiền tội lỗi. Có đúng vậy không các vị? Vậy thì quý Phật tử, còn ở đời sống của người cư sĩ, quý vị vẫn phải làm kinh doanh, mua bán, làm kinh tế để có ra tiền của tài sản vật chất. Nhưng Đức Phật khuyên chúng ta hãy làm giàu bằng thiện nghiệp, được không các vị? Nghĩa là gì? Chúng ta chọn một nghề nghiệp lương thiện, nó hợp với sở trường, nó hợp với cái kiến thức, tài năng của chúng ta, để chúng ta phát triển ngành nghề, nuôi sống tự thân, giúp đỡ gia đình, phục vụ xã hội. Dù bất cứ một ngành nghề nào để tạo ra tiền của tài sản vật chất, nhưng nó mang lại cái giá trị lợi ích thiết thực, lợi mình mà lợi người, thì đó gọi là thiện nghiệp quý vị ơi. Nhưng nếu mà quý vị làm bất cứ một ngành nghề nào mà chỉ biết lợi mình thôi, dù đó là cái nghề rất là tốt nha, cái nghề này giúp đỡ rất là nhiều người, nhưng mà chúng ta lại chỉ mang lại cái ý nghĩa lợi ích tự tư tự lợi cho bản thân mình mà bất chấp thủ đoạn, vì đồng tiền, đặt giá trị đồng tiền cao hơn hết mà làm những điều phi đạo đức, thì đồng tiền hay là cái nghề nghiệp đó gọi là ác nghiệp. Đồng tiền tạo ra nó trở thành cái đồng tiền ma, cái đồng tiền dại, và nó đã khiến cho chúng ta trở thành một kẻ nô lệ suốt cả cuộc đời này, để cho nó xỏ mũi, nó dẫn dắt mình đi vào con đường sai trái tội lỗi. Rốt cuộc rồi nhắm mắt xuôi tai, bỏ ráo lại, chỉ mang những hành nghiệp thiện ác mà ta tạo tác. Đó là tài sản mà ta mang theo, đó là người bạn đồng hành sẽ theo ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ đó quý vị ơi. Mong sao quý Phật tử hiểu rõ để rồi chuyển hóa được phiền não tham muốn dục vọng kia, và nguyện sống một đời sống tri túc biết đủ, được không quý vị? Một đời sống đó đã được Đức Phật chỉ dạy trong kinh Pháp Cú câu số 92, đời sống thông dong giải thoát, không để cho tiền của vật chất sai sử, không để cho nó chi phối cuộc đời ta. Một đời sống thông dong giải thoát mà kinh Pháp Cú câu số 92 Đức Phật dạy như sau: chẳng màng đến tiền tài danh vọng, làm chủ tâm ăn uống biết vừa chừng, lòng không vô tướng không thông dong, xả buông chấp trước thoát vòng trần gian, như chim bay giữa mây ngàn, dấu chân mất hút không gian khó tìm. Một người chẳng màng đến tiền tài danh vọng, luôn biết làm chủ mình trong cuộc sống này, làm chủ không để cho lòng tham muốn dục vọng đê hèn kia nó dẫn dắt, nó chi phối mình, ăn uống biết vừa chừng tiết chế, lòng không tham,
không sân giận quán thù, không si mê tà kiến. Cho nên nói lòng không, vô tướng, không chấp vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì thấy thấy rõ tất cả các tướng đều là không phải tướng, nó không phải là tướng thật, mà cái tướng hiện hữu đó chỉ là tướng của duyên sinh giả hợp nha các vị. Hiểu được điều này rồi thì thân tứ đại duyên sinh giả hợp, luật vô thường là công lệ xưa nay, nương huyễn thân ta sống tạm cõi trần ai, nhân duyên mãn thân tứ đại ta trả về tứ đại, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì ta hãy sống hết lòng với nhau được không các vị? Với một đời sống thiểu dục, tri túc, ít muốn và luôn biết đủ, bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình và không tham cầu. Cái gì quý vị đã phấn đấu hết khả năng của mình rồi, tận tâm tận lực mà kết quả đạt được bao nhiêu, chúng ta hoan hỷ đón nhận bằng lòng bấy nhiêu, vì biết rằng phước của tôi chỉ có nhiêu đó thôi, chớ tham cầu nhiều, có cưỡng cầu cũng không được đâu quý vị. Thì quý vị sẽ có được một đời sống thông dong, an lạc, giải thoát. Và trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói rõ điều giác ngộ thứ hai: đa dục vi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, tham muốn nhiều, đau khổ càng nhiều, nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng bởi do lòng tham muốn mà ra, ít muốn biết đủ đi thì thân tâm của chúng ta sẽ được an vui tự tại. Cho nên để vượt qua cái chướng ngại của loại ma thứ nhất, phiền não ma đây là ma tham, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy sống một đời thiểu dục tri túc. Quý vị có thể sống được không? Ít muốn biết đủ được không các vị? Biết đủ là đủ, đợi đủ không bao giờ đủ. Lòng tham muốn của con người nó giống như một cái túi không có đáy quý vị ơi, không bao nhiêu là đủ, không bao nhiêu là đầy. Mà nếu mà quý vị không bằng lòng với cuộc sống hiện tại mà cứ tham cầu mong muốn hoài không bao giờ thỏa mãn, và sẽ gây nên biết bao nhiêu phiền não khổ đau cho chúng ta trong cuộc sống. Cầu mong không được đã khổ sầu rồi, mà khi đạt được rồi mà không giữ không được nữa thì khổ sâu hơn nhiều nghe quý vị. Chưa được mình tham cầu tìm đủ mọi cách cho có được đã là khổ rồi, mà khi có được rồi để gìn giữ được nó khó giữ lắm quý vị. Quý vị thử giơ tay của mình lên để nắm lấy một làn hương, một làn sương, một làn khói, quý vị nắm được không? Nếu mà có nắm được buông ra thì nó là sương, là khói, dễ vỡ, chống tan mà quý vị. Có nắm cũng không được. Thì Đức Phật dạy tất cả các pháp hữu vi như là sương, như là khói như vậy đó, không có gìn giữ được đâu. Cho nên quý Phật tử hãy xả bỏ cái tâm tham đắm, chấp trước, và nên bằng lòng với đời sống hiện tại, luôn ít muốn và bớt tham cầu. Thì đó là một phương cách để quý vị vượt qua chướng ngại. Nếu không, dù chúng ta có học Phật, nghe Pháp, đi chùa, ăn chay, niệm Phật mà không chuyển hóa được phiền não, tham muốn, dục vọng thì mãi mãi vẫn là một kẻ phàm phu sống trong nỗi khổ, niềm đau và tội lỗi. Có đúng vậy không các vị? Đến phiền, cũng loại phiền não là một loại ma. Nhưng mà ở đây con ma không phải là ma tham, mà đó là ma sân. Nếu mà cái gì mình vừa ý thì thôi, không vừa ý thì mình khởi lên cái tâm gì? Sân giận, quán thù. Gặp nghịch cảnh, chướng duyên thì chúng ta không làm chủ được bản thân mình. Gặp người nào đó đối đầu với chúng ta, thường gieo rắc cho ta những cái không tốt, hoặc là làm tổn thương mình, hoặc là làm tổn hại mình, thì chúng ta sân giận quán thù và tuyên bố một câu rằng: sống tôi để dạ, chết tôi mang theo. Xin hỏi các vị, người giận buồn tức hận ai đó mà nói sống để dạ, chết mang theo, người đó khôn hay dại, trí hay ngu vậy quý vị? Dại phải không?
Nhưng mà tại sao mình lại chấp nhận là một con người ngu dại như vậy, để buồn, để giận, để oán, để trách, để hờn người này người nọ, có lợi ích gì? Con xin tặng quý vị một lời khuyên như sau: gặp gỡ trong đời một chữ duyên, trân trọng bên nhau phúc hiện tiền, người đến ta hết lòng cho tất cả, người về chẳng vướng bận niềm riêng, được không các vị? Gặp gỡ ở trong đời này bởi do một chữ duyên. Chúng ta gặp nhau làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, anh, chị, em, bạn bè, thân hữu, có duyên gặp nhau ở giữa cõi đời này. Thì gặp nhau đây cũng từ một chữ duyên. Nhưng mà nếu đó là ân duyên, thì xin khuyên các vị, gặp một người đối với chúng ta tốt đẹp, họ đem đến những niềm vui, hạnh phúc ban tặng cho ta, đối xử với chúng ta bằng hành xử của một người tốt, chơi rất đẹp, thì quý vị hãy trân trọng cái lương duyên tốt lành đó, và hãy cúi đầu cảm ơn, cảm kích và thể hiện bằng hành động đền ơn, báo ơn thiết thực. Nhưng nếu chúng ta gặp một cái duyên, đó không phải là ân duyên, đó không phải là pháp duyên, đó không phải là thiện duyên, đó không phải là bồ đề duyên, mà đó là oán duyên, ác duyên. Tự nhiên mình đối xử tốt với họ vậy đó, mà họ vẫn đi nói xấu mình hoài. Họ tìm đủ mọi cách để phá hoại mình, để chỉ trích mình, để chà đạp danh dự của mình, để bôi nhọ mình, để làm tổn thương, tổn hại mình. Nếu trong cuộc đời của chúng ta gặp phải oán duyên, ác duyên như vậy, thì xin quý vị hãy nở một nụ cười tin sâu nhân quả, nở một nụ cười hoan hỷ, tha thứ, bỏ qua, được không các vị? Nếu gặp ai đối xử tốt đẹp với mình cúi đầu cảm ơn, trân trọng, thể hiện bằng hành động biết ơn đó, bằng cách đền đáp ân nghĩa, sống có tình, có nghĩa để đáp lại. Nhưng mà gặp người không phải, họ đối xử xấu ác với chúng ta, thì chúng ta hãy nở một nụ cười tin sâu nhân quả, hoan hỷ đón nhận tất cả và bằng lòng tha thứ, bỏ qua cho lỗi lầm của người. Vì ta biết không phải tự nhiên, không phải ngẫu nhiên, mà tất cả đều có nhân duyên mới đưa đến quả báo, quý vị ơi. Con xin kể cho quý Phật tử nghe về một tấm gương sáng của Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, một vị vua triều đại nhà Trần của chúng ta, và đã xuất gia tu hành trở thành sơ tổ Trúc Lâm Yên Tử, tức là Ngài trở thành vị sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm. Lúc đó Ngài ở núi Yên Tử tu khổ hạnh, quý vị. Cả đời Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài tu cái hạnh Đầu Đà ở núi rừng, Ngài ăn chỉ một bữa, chỉ có ba y đắp trên người thôi. Thì Ngài được nhận lời của người chị gái của mình là công chúa Thiên Thụy ở nơi Thanh Hóa. Cô có một cái ngôi chùa nơi đó. Nơi chùa của cô có tổ chức một trai đàn vào dịp tháng 7 và thỉnh mời Ngài xuống núi để làm đàn chủ trong trai đàn đó. Ngài nhận lời, Ngài xuống núi đến ngôi chùa ở tại Thanh Hóa. Trên đường Ngài đi bộ, quý vị ơi. Và khi Ngài đi đến nơi đó, thì trời lúc đó là chiều tối, phải qua đò thì mới đến chùa. Đang ngồi ở bên đây để chờ đò, thì bỗng dưng một cái vị xã trưởng ở tại đó, ông này buổi chiều cái ông đi nhậu về, ông say ngà ngà rồi nha. Khi ông say ngà ngà, cái ông bước đến, cái ông hỏi coi giấy tờ. Ngài mới trả lời, nói tôi đi gấp quá, tôi quên mang giấy tờ. Mới vừa trả lời có một câu vậy, ông nắm ngay ngực áo của Ngài, ông cung tay lại, ông giọng giọt mặt 60 cú đấm. Ông giọng vô như vậy. Thì lúc đó công chúa Thiên Thụy đã sai người đi qua để rước Ngài. Cái người đi rước vừa thấy cái ông xã trưởng nè, ông cung tay lại, ông đánh Ngài như vậy. Vị đó mới bước đến chết ông rồi, ông có biết người ông đánh là ai hay không? Thái Thượng Hoàng
cha của vua đó. Cái ông xã trưởng này, ông tiểu trong quần luôn. Ông sợ đến nỗi ông tiểu trong quần luôn. Ông run rẩy vậy nè, ông run rẩy ông quỳ xuống. Thì ngài mới bước đến, ngài đỡ ông ta đứng dậy. Cái ngài nói không sao, không sao. Ngài quay lại nói với người đi trước, thôi đừng bắt tội ông ta. Không phải lỗi của ông ta đâu, mà đó là cái nghiệp của tôi. Ngài nói vậy đó, không phải lỗi của ông ta mà đó là cái nghiệp của tôi. Chắc chắn đời trước tôi cũng đã tự vô cớ giọng ông ta 60 cái đấm đó, cho nên bây giờ trả 60 cái đấm. Cho nên không phải tại ông ta mà đó là cái nghiệp của tôi, để cho tôi trả. Đâu quý Phật tử nghĩ coi, nếu mà ai vô cớ đánh mình một cái thôi, chứ đừng nói là 60 cái đấm nha. Đánh mình một cái mà mình có chức có quyền, người thân của mình có chức có quyền, con cái của mình có chức có quyền, mình có lấy uy quyền thế lực đó để bắt tội họ phải quỳ xuống xin lỗi sám hối và trừng phạt họ hay không, hay là hoan hỷ bỏ qua giống như điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông. Việc làm của ngài phàm phu chúng ta khó có thể nhẫn nại, khó có thể dằn được cơn giận để bỏ qua, phải không các vị? Nhưng mà ngài đã làm được. Vì sao ngài làm được? Bởi vì ngài hiểu thấu được nhân quả. Không có gì ngẫu nhiên, không có gì tự nhiên hết. Cho nên cái bến đò đó bây giờ nổi tiếng là bến đò 60, quý vị ơi. Tức là nhớ đến 60 cái cú đấm đó, cho nên người ta đặt là bến đò 60. Thì quý Phật tử nghĩ coi, nếu trong cuộc đời của chúng ta mà gặp những cái chướng ngại là không vừa ý, không vừa lòng, mà lúc này mình không nhẫn nại để sân si phiền não khởi lên, để dây quan kết nối đời này qua đời khác, có nghĩa lý gì đâu quý vị, có lợi gì đâu. Thôi chúng ta hãy lấy lòng từ bi hỷ xả, bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Và khi đối diện trước nghịch cảnh chướng duyên để vượt qua, quý vị chỉ cần nhẫn là vượt qua tất cả. Có phải vậy không các vị? Đức Phật dạy chúng ta như thế này: hận thù diệt hận thù đời này không thể được, từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu đó quý vị. Chỉ cần chúng ta mở trải cái tấm lòng ra, hoan hỷ bỏ qua lỗi lầm cho kẻ khác đi. Quý vị đừng có giặt mắt, đừng có câu mâu từng chút trong gia đình của chúng ta mà chúng ta cứ giặt mắt, cố chấp, câu mâu, không có lợi ích gì đâu. Mình làm phiền não cho mình, làm chướng ngại cho con đường tu hành của mình. Giống như có bà cụ đó đến gặp con mới nói: cô ơi cô, con muốn tu dữ lắm mà con bị ma chướng, con bị con quỷ nó phá con. Cái con mới hỏi: quỷ nào phá bà vậy? Con quỷ đó là con dâu nhà con, nó giống như quỷ vậy nó phá con. Bà nói dâu của bà là quỷ phá bà, cho nên bà bị chướng ngại hằng ngày, bà tu hành không được bởi con dâu của bà nó giống như quỷ vậy đó, nó phá bà. Cái bà kể, bà nói: con đi chùa ăn chay niệm Phật, nó không trợ duyên cho con, mà nó đem cái sự tu hành của con ra. Nó nói mỗi khi, cô biết không, con đi về nhà tu một ngày trời mình mệt muốn gần chết luôn vậy đó, vậy mà về tới nhà nó đâu có lo cho con đồ chay ăn đâu. Nó dọn một mâm toàn là đồ mặn, tôm cua gì, con tôm nào, tôm càng to vậy nè, nó dọn đầy bàn luôn. Nó khích con. Bà thấy con của bà làm một dĩa đồ mặn mà toàn là tôm cua. Những cái này hồi lúc bà chưa ăn chay trường, bà khoái, bà thích. Bây giờ nó dọn lên như vậy, bà nói là nó khích bà. Cái bà nói trên cái chỗ mà ăn cơm á, nó dọn đầy mâm đầy bàn toàn là đồ mặn không, mà một miếng đồ chay nó không làm cho con. Cô nghĩ coi tức không? Thế con nói đâu có gì đâu tức, mình ăn chay mình tự giác tự nguyện mình ăn chay, mà tự nhiên cái thấy người ta ăn mặn cái mình tức, phải không quý vị? Sao kỳ vậy? Cái con mới nói vậy chứ hồi đó sao con ăn mặn, nó không bao giờ nó làm những thứ này cho con ăn, mà giờ nó thấy con ăn chay trường, cái nó khích con bằng cách đó đó. Con có nhiều khi con tức lắm, con nói bữa nào nghe con lại Phật, sám hối với Phật, con nhảy vô bàn, con quơ, con ăn hết một bữa con nó làm gì con. Mà nói vậy đó,
Cái con mới nói: vậy chứ bà cụ ăn chay là vì lý do gì? Cái bà mới nói: ăn chay là vì trưởng dưỡng lòng từ bi. Nếu mà mình nói mình ăn chay là vì trưởng dưỡng lòng từ bi, tránh cái quả báo luân hồi, vay trả, vay nợ máu trả bằng máu, vay nợ mạng trả bằng mạng, thì mình tránh cái luân hồi vay trả đó và nuôi dưỡng phát triển lòng từ bi, thịt thà xương máu tanh hôi nhưng mà cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn thôi. Thì mình phát tâm phát nguyện mình ăn chay đâu ai bắt buộc đâu, thì nó có khích mình cứ nghĩ rằng à thì ra khảo đảo tôi chứ gì, tôi biết rồi, tôi vượt qua cố vượt qua, phải không các vị? Chứ có đâu mà nó khích mình còn bữa nào mình nhảy vô mình ăn tút lút thử coi sao. Rồi cái bà cụ nói còn dày nữa nè, con tức lắm cho nên mỗi khi mà con về tới nhà, ôi nó ở dơ kinh khủng luôn. Hồi đó con còn sức khỏe thì một buổi sáng con ra con quét nguyên cái sân vườn, nhưng mà bây giờ tuổi già rồi, con dặn làm gì làm nha, cái nhà cái cửa của mình cho ngăn nắp đàng hoàng, quét tước sạch sẽ. Đàn bà con gái ta đến nhà rồi ta nhìn ta đánh giá đàn bà con gái ở nhà này như thế nào, hãy ngăn nắp sạch sẽ. Vậy mà lần nào con đi chùa về con cũng thấy tùm lum đồ đạc, rồi nào là rác rến, con bực bội. Cái con nói cái nó trả lời sao nó, cô biết không, nó nói vậy nè: má ơi, một ngày tu thanh tịnh an lạc đó nghe nghe má. Nó nói vậy đó, một ngày tu thanh tịnh và an lạc, đi tu cái khóa tu an lạc một ngày, về giữ cái sự thanh tịnh an lạc đó đi má. Rồi khi mà cổ giận lên cổ nói gì, cái nó nói: má ơi, má vậy có phải là Phật tử không má? Nó đem cái sự tu hành ra mà nó nói hoài. Cái cổ mới nói: con bị chướng ghê luôn vậy đó, con tức dữ lắm. Rồi cái lần xảy ra vậy nè quý vị, cái ngày Tết á, nhà cổ hay gói bánh tét, trước đem đến cúng dường Tam Bảo cúng chùa, sau cho bà con xóm giềng ngưỡng ít ăn lấy thảo, kế đến là cúng ông bà trong 3 ngày Tết. Cổ mới vừa gói bánh tét từ 3 giờ khuya cho đến 8 giờ tối mới xong, mới hấp xong. Vậy mà mới vừa hấp xong thì cổ mới trong nhà tắm, đi tắm rửa ra định tụng thời kinh, còn mặc áo tràng vậy nè. Mới mặc áo tràng định lên thắp hương để tụng thời kinh niệm Phật, ai ngờ đâu nghe tiếng xì xào ngay cái bàn thờ Phật á. Cái cổ bước đến gần coi, cổ lắng nghe coi cái gì, thì ra đứa con dâu của cổ nó núp ở trong bàn thờ, nó gọi điện cho má nó. Khi nó gọi điện cho má nó nói như thế này nè, nó nói: má má, nhà má chồng con gói bánh tét, hấp bánh tét nóng hổi ngon kinh khủng luôn. Nhưng cái bà này á, bà ích kỷ dữ lắm, bà đi chùa vậy chứ bà ích kỷ dữ lắm, đời nào mà bà gửi để mà cho má ăn lấy thảo, không bao giờ nghĩ đến xui gia mà gửi bánh, gửi trái để mà tặng xui gia ăn lấy thảo đâu. Cho nên con mới vừa vớt bánh bà vô bà tắm rồi, hồi nữa bà lên bà tu đó, bà tụng kinh á, con lén con vớt con lấy 2 đòn bánh tét, con bỏ vô trong cái bọc xốp đen con treo ở ngoài cửa rào á. Má kêu đứa nào chạy xe ngang lấy nghe má, bánh nóng hổi ngon dữ lắm. Con cắp bánh tét đó con gửi cho má. Lúc này cổ mặc cái áo tràng nghe mà cái tay của cổ giận run vậy nè: rồi mày chết mày với tao, tao đi ra ngoài mà tao bắt quả tang, tao đem cái bọc bánh tét đó vô tao cho mày một trận nè nghe, tao dạch dẻ cái bản mặt thật của mày đi ăn cắp bánh mày gửi cho má mày ha. Cổ mặc cái áo tràng mà cổ đi lẹ ra, cổ mong là sợ gia đình bên kia người ta chạy xe ngang người ta lấy về là mất cái vật chứng rồi. Bây giờ lấy cái đó làm bằng chứng để vô làm cho nó, làm đứa con dâu một trận tơi bời, cho nó nhục nhã, cho nó xấu hổ để trả thù. Ai ngờ đâu đang còn mặc cái áo tràng, đang lật đật đi ra cửa thì cái điện thoại trong túi của cổ nó reo lên. Cái cổ bắt điện thoại, cổ nói: alo, nói gì mau lên đi, tao gấp lắm rồi. Thì đứa con gái ruột của cổ á, nó có chồng, gia đình bên chồng cách đó khoảng 10 mấy căn nhà. Cái nó nói: làm gì gấp dữ vậy, con muốn nói với má vậy nè, nhà má chồng của con gói bánh chưng mà mới vừa hấp bánh chưng ra ngon dữ lắm, cho nên con ăn cắp 3 cái bánh chưng.
Dạ. Con bỏ trong cái bọc ni lông con chơi treo ở ngoài cái mít ở ngoài á. Má kêu đứa nào chạy đi ngang lấy nghe má. Cái cổ nói, cổ nghe con gái của cổ nói như vậy, cái cổ nói ờ. Xong rồi cái cổ quay đầu vô. Cổ không có ra ngoài đó để cổ bắt quả tang, để lấy vật chứng, để làm việc đứa con dâu của mình, mà cổ quay trở vô. Cổ có cái suy nghĩ như thế này: con dâu của mình nó ăn cắp hai đòn bánh tét nó gửi cho má ruột nó, con gái ruột của mình nó ăn cắp ba cái bánh chưng nó gửi cho mình. Tại sao con gái ruột của mình nó ăn cắp ba cái bánh chưng của má chồng nó gửi cho mình, mình nghe mình vui, thì tại sao mình không tạo cho những đứa con này nó có hiếu thảo với cha với mẹ nó? Tại sao mình không tạo điều kiện cho nó làm tròn chữ hiếu mà mình còn muốn dạch dẻ để cho mọi người biết một chút nó ăn cắp bánh nhà mình nó gửi cho má ruột nó? Thấy kỳ quá, con gái của mình cũng làm y hệt vậy thôi. Cho nên cổ quay đầu trở vô, cái cổ nói con à, con coi cái bánh tét chín chưa, rớt vớt ra xong rồi con lấy 5 đòn con gửi về nhà má của con á. Con gửi về má của con á. Và con nói với má con là má tặng biếu má con ăn lấy thảo. Ôi đứa con dâu nó nhìn cổ vậy nè, nó nhìn nó lạ lùng. Đây là lần đầu tiên mười mấy năm về làm dâu gia đình này, đây là lần đầu tiên. Cái nó nói trời ơi má tôi không biết bữa nay Bồ Tát Quan Âm nhập lên hay gì đó. Mà tự nhiên bà tốt một cách lạ lùng luôn. Không bao giờ có được những cái hành xử như vậy mà tự nhiên bữa nay cái bà tốt kỳ cục vậy ta. Cái nó nói dạ, dạ mà nhẹ nha. Cái nó vô nó vớt thêm 3 đòn nữa. Đem ra ngoài kia 2 đòn rồi, vợ vớt 3 đòn nữa nên đem ra mà trong lòng vui dữ lắm. Cái sáng hôm sau cổ mới đem bánh tét lên chùa để cúng dường. Cổ mới vừa xách cái giỏ bánh đi ra, cái nó chạy ra nó đỡ. Cái nó nói má đi đâu vậy má? Cái cổ nói đi chùa, đi cúng dường bánh tét. Cái nó nói má ơi má ăn gì chưa má? Cái bắt đầu cổ nhìn lại, mười mấy năm nó về làm dâu bao giờ nó nói câu này. Nó nói vậy nha, mười mấy năm nó về làm dâu nhà mình có bao giờ nó nói hỏi mình cái câu này. Cái cổ thấy lạ rồi nha. Cái cổ nói chưa, chi vậy? Cái nó nói má chưa ăn gì, má vô con nấu hủ tiếu chay cho má ăn. Cái cổ nói để thử, cổ đi vô coi coi nó có làm thiệt hay là nó nói bằng cái lời ngon tiếng ngọt ở bên ngoài để vô coi nó làm thiệt không. Cái cổ nói ờ sao cũng được. Cổ vô cổ để cái giỏ bánh tét đó, cổ ngồi cái nó bưng ra một tô hủ tiếu. Cổ nhìn trong cái tô hủ tiếu đó nó có 3 cái nấm rơm thôi và một miếng củ sắn. Mà cổ nói cô Lan ơi, con ăn một cái tô hủ tiếu đó giống như ăn một bữa đám giỗ, nó ngon kinh khủng luôn. Quý vị có biết vì sao một cái tô hủ tiếu mà có một miếng củ sắn với lại 3 cái tay nấm rơm thôi mà cổ ăn ngon? Quý vị có biết tại sao không? Không phải nó ngon vì cái hương vị của thực phẩm, mà nó ngon vì cái hương vị của tình người ở trong đó, phải không các vị? Lúc này cổ vui quá cho nên cổ ăn cái gì cổ cũng thấy ngon. Và đứa con dâu nó có thiện cảm, nó gửi tình cảm vào đó, cho nên nó nấu một tô hủ tiếu, nó gửi tình cảm vào trong đó. Vì vậy mà cổ thưởng thức cái tô hủ tiếu đó ngon hơn là ăn đám giỗ nữa quý vị. Từ đó mà cổ ngộ ra được cái đạo lý như thế này: mình cứ đối xử tốt đẹp với cuộc đời này đi, đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người thì cuộc đời này không bao giờ dâm phụ mình, bởi vì nhân nào quả nấy không sai, phải không các vị? Hồi rằm tháng 7, cô đã dẫn đứa con dâu về chùa Hưng Thiền Quy Y và cô đem đến, dẫn đến giới thiệu với con và nói: cô, đây là đứa con dâu Thảo Hiền của con đó. Mà trước đây cổ nói con tu con bị quỷ nó phá, con bị ma chướng, hỏi ai là ma ai là quỷ thì cổ nói đó là đứa con dâu. Nhưng mà bây giờ cổ nói đây là đứa con dâu Hiền, dâu Thảo, nó trợ duyên cho con rất nhiều. Con đi chùa cái nó chở con đi chùa, chiều con về cái nó đến chùa nó chở con về, con ăn chay nó làm đồ chay cho con ăn, con đi đâu con làm cái gì mà
làm phước cái gì là nó điều trợ duyên cho tiền. Con nó nói má cứ đi làm phước đi, tuổi già rồi đừng có để dành gì nữa hết, có đau ốm bệnh hoạn gì con cháu nó lo, còn tiền này đi làm phước đi má ơi. Cái cậu nói ôi hạnh phúc vô cùng, nhân quả rất là công bằng. Và con có gửi gắm cho cô một cái lời khuyên như thế này. Con nói rằng cô ơi, cô suy gẫm lại coi, cô có hai đứa con gái ruột đó, mà 9 tháng cô mang, 3 năm bú mớm. Cả cuộc đời này cô lo lắng nuôi dưỡng cho các con của cô khôn lớn trưởng thành. Khi nó lớn lên rồi, cái nó có chồng nó đi làm dâu nhà người ta, nó đi là về gia đình bên chồng đó, làm dâu gia đình bên chồng. Chưa bao giờ dâng một bát cơm, chưa bao giờ rót cho cô ly nước. Vậy mà đứa con dâu này cô không mang nặng 9 tháng 10 ngày, không mang nặng nhọc, cũng không có nuôi dưỡng người ta một ngày một giờ nào. Mà bây giờ người ta về nhà mình, hằng ngày người ta lo cho mình ba bữa ăn, giặt giũ quần áo, lo cho mình khi đau ốm bệnh hoạn, còn muốn gì nữa, phải không các vị? Hãy đối xử tốt đẹp và xem đứa con dâu đó giống như là con gái ruột của mình đi. Mình thương nó sẽ thương mình. Mình đối xử tốt với nó sẽ tốt lại với mình. Quý vị ơi, nhân nào quả nấy không sai. Hãy đối xử với nhau bằng tình cảm tốt đẹp. Bởi vì gặp gỡ trong đời một chữ duyên, trân trọng trao nhau phúc hiện tiền. Người đến hết lòng cho tất cả, người về chẳng vướng bận niềm riêng. Là vậy đó quý vị. Chúng ta vượt qua những chướng ngại trong đời sống hàng ngày rất dễ dàng nếu chúng ta biết tu tập quý vị ơi. Và biết tu tập cứ mở trải tấm lòng, thực tập từ bi hỷ xả là quý vị sống đời an vui hạnh phúc rồi. Có phải vậy không các Phật tử? Rồi có một trường hợp nữa, cái chú này chú đến chùa, chú mới nói cô ơi cô giúp giùm cho con đi cô. Hỏi giúp cái gì chú? Nói chú cô giúp giải hòa giùm con đi, chứ con đứng ở cửa giữa con khổ quá à, cô ơi. Con vợ của con với má ruột của con hai người, mẹ chồng với nàng dâu tối ngày cứ cắn đắng gây gỗ với nhau, mà con đứng cửa giữa con không biết làm sao. Nếu mà con binh má con thì con vợ của con nó đòi ly dị với con. Còn bây giờ con binh vợ con thì má con đòi bỏ nhà đi. Giờ con không biết làm sao cả. Cô giải hòa giùm cho con đi. Thì con mới gọi nói chú đưa hai người đến chùa đi. Cái khi đưa hai người đến chùa, khi mà ngồi con giải thích xong rồi thì cô con dâu ngồi khóc mướt, bà mẹ chồng cũng khóc mướt. Khóc xong rồi cái hai người ôm nhau quề. Ôm nhau và nói những lời nói yêu thương. Cô con dâu quỳ xuống nói má ơi, từ trước đến nay mà con có lỡ nói, lỡ làm cho má buồn, má bỏ qua cho con được không má? Cái bà mới nói, con ơi má chờ đợi câu nói này bao nhiêu năm rồi con ơi. Cô nói vậy đó, má chờ đợi câu nói này bao nhiêu năm. Biết bao nhiêu năm con về làm dâu, con chưa từng bao giờ con nói một lời nói xin lỗi. Mà hôm nay má nghe được lời xin lỗi của con, thôi được rồi bỏ qua hết con ơi. Rồi cái bà mới nói, má có khi tuổi già đau ốm bệnh hoạn, rồi cái không có khỏe trong người, cho nên nó hay bực bội, hay cao có. Nếu mà má có những hành động, thái độ, cử chỉ, lời nói nào mà khiến cho con không vui, thôi con nghĩ tình coi má giống như mẹ ruột của con, bỏ qua cho má được không con? Cái đứa con dâu nói, con đợi câu nói này mấy năm rồi má ơi. Người nào cũng đợi câu nói này hết mà không cởi mở lòng mình ra. Uổng hôn quý vị. Nhưng mà hai mẹ con này cũng còn có cơ hội là cái người con trong gia đình đó biết đạo, hướng dẫn mẹ mình, hướng dẫn vợ mình đến chùa để nhờ nghe những cái lời khuyên lơn giải thích, để mà thấu hiểu, nghe được thấu hiểu và cởi mở lòng mình, và còn nghe được những lời nói xin lỗi, còn có cơ hội nghe được lời này. Có những lúc chúng ta bỏ mất đi cái cơ hội muốn nói một lời nói xin lỗi, muốn nói lên những lời nói yêu thương, nhưng không còn kịp nữa. Bởi vì dù cho chúng ta có muốn nói xin lại mẹ, nhận lại này con bất hiếu, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ân mẹ. Bởi vì lúc ấy âm dương đã cách biệt đôi đàn,
người đi kẻ ở, vô vàng nhớ thương, phải không các vị? Cho nên bây giờ quý vị còn đang hiện hữu, hãy trân trọng bên nhau giây phút hiện tiền. Người đến mình cứ hết lòng cho tất cả đi, sống cho trọn vẹn cho tất cả, sống yêu thương tha thứ. Rồi khi người về hoặc là người đi, mình cũng chẳng vướng bận gì cả. Vì sao vậy? Những cái gì chúng ta đáng làm, chúng ta làm trọn vẹn. Thì nếu như cơn vô thường chợt đến, chúng ta sẽ không bao giờ tiếc nuối, hối hận. Có đúng vậy không các vị? Còn bây giờ mình buồn, mình giận, mình để bụng, để dạ, ăn không ngon, ngủ không yên, đi ra, đi vào, xốn sang, khó chịu, bức rứt, mà nói không được. Nói là cự, là cãi, nói là mâu thuẫn, đấu đá với nhau, hơn thua, ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng cho mình rằng phải, không có ai chấp nhận cái lỗi của mình cả. Thì làm sao có thể giải quyết được mọi gút mắc trong cuộc sống đời thường, dây quan kết nối đời này đời khác, đó là lẽ đương nhiên rồi các vị ơi. Cho nên mình biết tu đó quý Phật tử, chỉ cần nhẫn nhịn nhu hòa là chúng ta vượt qua tất cả. Hãy nhịn nhục, bỏ qua tất cả những lỗi lầm của kẻ khác và tin vào nhân quả. Mỗi khi sự việc gì xảy ra đến mình, nếu không phải là cái nhân hiện đời, đó cũng là cái nhân quá khứ. Ta xem như ta trả cho xong một món nợ mà ta đã vay mang từ túc kiếp, hoan hỷ, đón nhận, nở nụ cười và bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Là quý vị sống an nhàn, thanh thản và không có đi đến đâu cũng kết thù, kết oán, mà quý vị sẽ chuyển hóa được, đổi thù thành bạn. Và nơi nào có mặt người Phật tử ở nơi đó là niềm vui, hạnh phúc có mặt, được không các vị? Nội một cái phiền não mà nó làm chướng ngại mình, nó giống như một cái loại ma, nó làm chướng ngại cho chúng ta trong đời sống hàng ngày, trong đời sống tu hành, khó có thể thanh tịnh an lạc được. Đó là tham sân. Và bên cạnh đây con cũng xin nêu lên nữa, cũng là một loại ma chướng. Mà ma đó là gì? Bệnh tật đưa đến sự chết chóc. Ai trong chúng ta ở đây gọi là tử ma, theo tinh thần của kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tử ma đó quý vị. Con xin hỏi thật quý vị, quý vị có sợ bệnh, sợ chết không? Có không? Nhiều người nói con không có sợ chết đâu, con chỉ sợ bệnh thôi. Cái con nói không bệnh sao chết, thấy không quý vị? Không bệnh sao đưa đến cái chết. Đâu phải ai cũng chết nhẹ nhàng, ai cũng chết dễ dàng, ai cũng chết mau chóng đâu. Có khi là bệnh tật quằn quại nằm một chỗ, đau đớn bức bách nhiều năm, muốn chết, chết không được đâu quý vị. Như ở chùa của tụi con á, có một vị sư cô nằm đã 7 năm rồi, mà muốn chết đâu có phải chết dễ đâu quý vị. Làm người thực vật 7 năm rồi. Ở dưới Vĩnh Long cũng có một vị cũng nằm một chỗ như vậy, thời gian hơn 10 năm, đâu phải nói chết là chết dễ đâu quý vị. Đối với một người học Phật, chúng ta biết tử sanh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà, cứ quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo, muốn ra cần mau gấp niệm Di Đà đi quý vị ơi. Con đường sinh tử là một nhịp cầu, ai trong chúng ta cũng phải bước qua, phàm hễ có sinh là có tử. Mà quý vị sợ không muốn chết được không? Muốn mạnh khỏe hoài không đau yếu được không? Không. Muốn trẻ trung hoài không già được không? Không. Chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, bỏ lại tất cả, ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình, chẳng có tha đâu quý vị. Ai trong chúng ta cũng trải qua cái quy luật của một đời người, đó chính là sinh, lão, bệnh, tử. Dù cho bây giờ quý vị có sợ bệnh, sợ chết, nhưng cũng phải chấp nhận vì đó là sự thật, đúng không các vị? Vậy thì trong lúc chúng ta bệnh, thân đau đớn đó, có đó quý vị.
thân của chúng ta đây là do tứ đại duyên sinh giả hợp, cho nên nằm trong cái quy luật tuần hoàn sanh diệt. Một khi một đại bất hòa thì sanh ra 101 bệnh, mà bốn đại nó bất hòa, nó chống trái với nhau, sanh ra 404 bệnh. Không đi khám bệnh thôi, đi khám bệnh ra rồi trúng số độc đắc. Có nhiều vị Phật tử về cầm tờ giấy bệnh án, cái nói với con: cô ơi, con trúng số độc đắc rồi. Rồi cái đưa cái tờ giấy số đó cho con, đó là gì? Tờ giấy bệnh mà kết luận bệnh án tiểu đường, thận có sạn ha, rồi phổi có khối u ha, rồi huyết áp, rồi tim nữa, một đống luôn. Rồi cái mới nói con trúng số độc đắc rồi. Cái con cầm con nói: đâu có sao đâu, biết trước vậy tốt hơn, phải không? Mình biết trước vậy cái mình chuẩn bị hành trang tư lương, chuẩn bị cho kỳ thi cuối đời, quý vị ơi. Mà phải làm sao cái kỳ thi cuối đời của mình á, phải được trúng tuyển vào trường đại học cực lạc nha quý vị. Đừng để rớt nha quý Phật tử. Một đời này làm sao cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta được trúng tuyển vào trường đại học cực lạc, bỏ cái thân sanh tử vô thường này, đổi lấy cái thân kim cang bất hoại do hoa sen hóa sanh ở Tây Phương cực lạc, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu. Còn cái thân này quý vị ơi, nó bất tịnh, nó ô uế, nó đau, nó nhức, ăn không ngon, ngủ không yên, suốt đêm trăn trở, biết bao nhiêu sự đau khổ từ nơi cái thân bệnh tật này. Thì quý Phật tử đừng sợ, khi tiếp nhận được cái tờ giấy của bác sĩ đưa ra bệnh án của mình, quý vị nở một nụ cười: cảm ơn bác sĩ đã cho tôi biết trước. Đây là cái tờ giấy báo. Báo động điều gì vậy? Thời gian tạm trú ở cõi ta bà sắp hết hạn, phải không quý vị? Hãy mau mau đăng ký nhập cảnh Tây Phương cực lạc đi quý vị. Hãy chuẩn bị thủ tục hồ sơ lấy cái visa nhập cảnh Tây Phương. Nhớ nghe quý vị. Hằng ngày đó, sứ giả của Diêm La Vương đã báo động cho chúng ta qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân đau nhức. Đây là điện tính của Diêm La Vương gửi đến báo tin cho mình đó. Bây giờ mình cầm cái tờ giấy bệnh án: cảm ơn bác sĩ cho tôi biết điều này, và đã báo tin cho tôi biết rằng thời gian tôi tạm trú ở đây đã sắp hết hạn rồi. Phải mau mau chuẩn bị thủ tục hồ sơ để đăng ký lấy được cái visa nhập cảnh Tây Phương. Quý vị phải nên nhớ điều này nha. Không sợ nha quý vị. Đại lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, cuộc đời của Ngài chuyên tu tịnh nghiệp, hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Hai lần trong đời của Ngài, năm 45 tuổi đã thấy Phật A-di-đà một lần, năm 96 tuổi Ngài thấy một lần nữa. Trong lúc Ngài đang ngồi niệm Phật vậy đó, Ngài nghe cái tiếng từ ở phía sau vọng lại, hỏi Ngài: vậy chứ, đã chuẩn bị xong chưa? Đi bây giờ được chưa? Còn luyến tiếc cái gì không? Còn muốn gặp ai hay không? Cái Ngài chắp tay, Ngài trả lời: con chuẩn bị xong rồi, đi ngay bây giờ được rồi, không lưu luyến điều gì và cũng không muốn gặp ai, chỉ muốn gặp Phật thôi. Ngài nói rõ ràng vậy đó. Ngài xác quyết rõ ràng: con đã chuẩn bị xong rồi, trước sau sớm muộn cũng tới cái con đường này thôi, ai trong chúng ta rồi cũng phải chết. Nhớ như vậy nghe quý vị, đừng sợ. Biết tu học chúng ta đừng sợ, không chết trẻ thì chết già, không chết sớm thì chết muộn, không chết bây giờ mai mốt cũng chết thôi. Có gì đâu mà sợ. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là chúng ta đã chuẩn bị chưa? Đã chuẩn bị cho cái ngày cuối đời của mình chưa? Và sau khi chết bỏ cái thân này trả về cho đất nước gió lửa rồi, quý vị đi về đâu? Quý vị có biết không? Có chọn con đường đi chưa? Về Tây Phương phải không? Chuẩn bị hành trang tư lương kỹ lưỡng chưa? Mua được một vé về Tây Phương chưa? Mua đòi luôn hả? Lên xe đòi luôn hả? Chuyến xe Tây Phương quý vị đã lên rồi,
Nhưng mà lên cho đúng chỗ nghe quý vị. Ở cái vé mà về Tây Phương đó có một chữ một mà quý vị phải nhìn kỹ. Một chữ đó là chữ tu nha. Cái vé về Tây Phương có một chữ là chữ tu. Nhưng mà ngoài kia xe đậu đầy hết. Quý vị phải nhìn kỹ, thấy cho rõ, đừng có mắt lem nhem rồi không bước lên chiếc xe tu mà thêm dấu quyền tu cái lên trên đó. Tu không tu, mà tu có nghĩa là sửa. Còn tu là gì vậy? Là sống một đời sống tối tâm, giam hãm mình trong cái ngục tù của dương thế, giam hãm mình trong cái ngục tù trói buộc của tham muốn, của sân giận, của oán thù, của si mê, của tà kiến. Đừng để mình đi lộn xe nghe quý vị. Rồi cái tưởng là mình đi đúng xe rồi, tưởng ngon lành lắm, tôi về Tây Phương mà trên cái vé để tu rõ ràng mà lên chiếc xe có dấu quyền thành tù. Vậy mà chen chúc nhau lên trên chiếc xe đó. Rồi đã là xe tù thì quý vị biết rồi, bước lên cái đóng một cái rầm tối tăm hết trơn. Đến khi mà cái xe lé được ánh sáng lên nha, mở ra, mở cửa xe ra, xuống đi quý ông, quý bà ơi. Bước xuống thì mình thấy một hàng chữ trần dần, bốn chữ ở trần dần ở trước mặt mình. Không phải là Tây Phương Cực Lạc mà bốn chữ đó là A Tỳ Địa Ngục. Phải không quý vị? Tại vì mình đi lộn xe, xe tù mà không đi đến Tây Phương Cực Lạc, mà tại sao tôi đi lộn qua A Tỳ Địa Ngục vậy? Bởi vì mình có tu có sửa đâu. Cho nên quý Phật tử, vượt qua ma chướng ở đây là quý vị phải vượt qua những chướng ngại từ nơi bản thân, từ nơi hoàn cảnh ở bên ngoài, để tự mình phải có đầy đủ năng lực của trí tuệ, của định lực, của nhẫn lực, để quý vị vượt qua tất cả mọi chướng ngại, thực hiện hết cuộc hành trình để về Tây Phương Cực Lạc nghe quý vị. Và quý Phật tử ơi, nếu mà trên thân có bệnh, càng mau gấp niệm Phật cho thiệt nhiều. Lúc này không có cầu hết bệnh gì nữa hết, cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cho con về Tây Phương, Nam Mô Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Quý vị cứ nhiếp tâm chí thành mà niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu nghiệp duyên ở cõi ta bà hết thì nương vào công đức niệm Phật, nương vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Khi xưa trong quá trình tu nhân, Ngài đã phát ra 48 lời thệ nguyện. Trong đó đại nguyện thứ 18, Ngài có nguyện rằng: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh trong 10 phương chí tâm tin tưởng ưa thích, nguyện xin về cõi nước của tôi, hãy xưng danh hiệu của tôi, nhẫn đến 10 niệm mà không được xin về, tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác. Cho nên đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà gọi là thập niệm tất sanh, 10 niệm được vãng sanh. Nhưng quý vị cũng nên nhớ, giờ phút cuối cùng của cuộc đời mà thành tựu 10 niệm đó khó hay dễ quý vị? Nếu như bình nhật không chuyên thiết thì không đủ tư lương lúc trở về. Cho nên rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, không thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Nếu như bình nhật không chuyên thiết, không đủ tư lương lúc trở về đâu quý vị ơi. Hằng ngày chúng ta phải huân tập cái năng lực chánh niệm, để giờ phút lâm chung cái năng lực chánh niệm đó sẽ duy trì và giúp cho chúng ta bình tĩnh, sáng suốt, giữ được chánh niệm mà theo Phật ra đi nghe quý vị. Và chúng ta tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, Ngài đã thành Phật cách đây 10 kiếp. Do đó cái đại nguyện đó là cái đại nguyện chân thật, không bao giờ hư dối. Quý vị niệm Phật sẽ được thấy Phật đến tiếp dẫn mình vãng sanh quý vị ơi. Phải tin tưởng như vậy. Do thế quý Phật tử không sợ chết. Chết là cái gì? Bỏ cái thân này trả về đất nước gió lửa thôi. Có cái gì đâu phải sợ. Bây giờ không chết, mai mốt cũng sẽ chết thôi. Trước sau gì thân này một đốm lửa hồng là thiêu mất mạng, một nắm đất vàng là chôn mất xác. Nhưng người biết tu học Phật Pháp, dẫu một đốm lửa hồng thiêu mất mạng, dẫu một nắm đất vàng chôn mất xác, nhưng chính tầng sen báo quyết định ghi danh được không các vị? Muốn được như thế
Thân tuy ở tại ta bà khổ, tâm hướng liên bang phát nguyện về. Thân ta vẫn còn ở trong cái cảnh giới ta bà này, nhưng mà ta không tham muốn dục vọng, không sân giận quán thù, không đắm nhiễm nơi trần cấu này. Mà chúng ta biết đây là cõi tạm, cõi giả. Trần thế này chỉ là chỗ tạm nương, giống như quán trọ ở ven đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi quý vị. Nếu bây giờ quý vị không lo chuẩn bị hành trang tư lương kỹ lưỡng, mà tối ngày cứ hơn thua tranh đua phải quấy thị phi, phiền não đấu đá với nhau, có lợi ích gì không? Không có lợi ích gì đâu, chỉ chuốc thêm phiền não khổ đau cho mình và cho người. Chi bằng ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị. Người khôn người trí phải chín chắn chọn con đường để mình đi nha. Quý vị đã chọn con đường Tây Phương rồi thì dù khó khăn gian khổ cũng phải vượt qua hết. Ai có nói hơn nói thua kệ họ đi. Đâu phải họ nói mình như vậy là mình trở thành vậy đâu. Đâu phải họ nói mình xấu là mình trở thành xấu đâu. Mình đừng có sợ. Mà nếu họ có nói mình xấu, mình kiểm điểm lại, họ nói đúng thì mình sửa. Mình cảm ơn họ vì họ đã chỉ cho mình cái sai, cái xấu, cái dở, cái khuyết mà bản thân mình không nhìn thấy được. Bây giờ họ chỉ mình mới thấy, cảm ơn họ. Còn nếu họ nói mình xấu mà mình xét lại mình không có xấu thì có cái gì đâu. Nó đâu có mất mát gì mình, phải không quý vị? Mình thấy mình có mất gì không? Đâu có mất cái gì đâu. Hãy nhẫn nại và xem như ở cõi ta bà này đầy dẫy những thứ phiền não khổ đau như vậy đó quý vị ơi. Mà nếu quý vị không hiểu được Phật Pháp, cứ hơn thua đấu đá, cứ tranh chấp lẫn nhau, hận thù oán kết, dây quan kết nối đời này đời khác, có lợi ích gì đâu. Nghĩ đến cái chết gần kề, một hơi thở ra là không trở vào là đã qua đời khác rồi. Vậy thì tại sao chúng ta không nương vào hơi thở, bắt nói bằng câu hồng danh A-di-đà Phật để tiếp nối bắt cầu đưa chúng ta về Tây Phương, phải không quý vị? Trăm năm ở cõi người ta, giật mình ngó lại như là chim bao, ngậm ngùi kẻ trước người sau, tấm thân huyễn giả có nào bền lâu, hoặc là một nắm mồ khâu chôn vùi ba tấc còn đâu vóc hình, hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu cháy rụi thân hình tro than. Cuộc đời có hợp có tan, nhất tâm niệm Phật liên bang trở về quý vị ơi. Trên giường bệnh không sợ, đối diện trước tử thần không sợ. Vì sao? Vì chúng ta biết rõ chặng đường cuối cùng của đời người ai cũng phải vậy mà, ai cũng phải vượt qua cái cửa ải này mà. Nhưng chúng ta được diễm phúc ở chỗ là chúng ta biết rõ con đường chúng ta đi về đâu. Bỏ cái thân này rồi chúng ta đi về đâu? Và quý vị còn biết được là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, do cái nhân hạnh tu hành của mình ngày hôm nay, nguyện giờ phút lâm chung, thân con không bệnh tật bức bách, tâm không hôn mê, ý không loạn tưởng, Phật A-di-đà phóng bạch hào quang đến tiếp dẫn con về Tây Phương cực lạc. Ngày nào quý vị cũng nguyện vậy phải không? Kính lại Phật Di-đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh Ngài. Bởi vì có người không có lại được, không có đứng lại được, cho nên thường xuyên niệm danh Ngài. Nguyện cho đến lúc lâm chung thân thể không bệnh tật, rồi nguyện cho giờ phút lâm chung tâm hồn không hôn mê, nguyện cho giờ phút lâm chung Phật phóng quang tiếp dẫn. Mà quý vị biết rằng mình bỏ cái thế giới này mình ra đi, mình đến nơi mà nơi đó có người thân đến dẫn dắt mình nha, có cha có mẹ đến tiếp dẫn mình, thì mình có sợ nữa không quý vị? Không. Giờ phút cuối cùng Phật A-di-đà Ngài y theo bản nguyện, Ngài đến tiếp dẫn mình, theo Phật đi đừng lưu luyến cái gì nữa cả quý vị ơi. Phật thì duỗi tay vàng thương tiếp vật dẫn đó, nhưng mà ngặt gì ta mãi chẳng chịu buông thì Phật cũng bó tay luôn. Cho nên quý Phật tử ơi, đừng để cho tự bản thân mình làm chướng ngại đời tu của mình. Nếu quý vị quyết tâm chọn con đường giải thoát,
chọn con đường Tây Phương rồi, thì dù gian nan khó khổ không màng, con dốc lòng vì đạo hy sinh, được không các vị? Hãy vượt qua tất cả mọi chướng ngại, không có gì khó, chỉ sợ lòng mình ngại khó. Mà bây giờ quý vị có ngại khó nữa không? Ngại nữa không? Ngại đi biết liền, phải không? Ngại đi biết liền, tử thần đang rượt sau lưng mà không chạy, mà còn sợ bùn đất đó hả? Ơn trước kia là gì vậy? Sao không ai trải chiếc bông lót đường cho tôi đi hết? Không dám đâu, phải không quý vị? Tử thần đang rượt đuổi sau lưng, ở trước mặt của chúng ta, dù là ngăn cách bởi hầm hố chông gai, cũng vượt qua, vượt qua, vượt qua, để vượt qua tầm mắt của tử thần, vượt qua cửa ải sanh tử để đến bờ bên kia mới là bờ bến an lành quý vị ơi. Còn ở cõi ta bà này lắm nhiều đau khổ. Mong sao quý Phật tử hãy vượt qua tất cả và đừng để cho những chướng ngại của cuộc đời này, của hoàn cảnh, của ai đó làm cho quý vị nản chí, chùng chân hoặc là ngã quỵ, thối lui ở giữa đường. Thì đó là điều đáng tiếc nghe quý vị. Con kính nguyện Tây Phương Giáo Chủ Từ Phụ A-di-đà xin phóng quang tiếp dẫn cho chúng con ở cõi ta bà, phát nguyện cầu sanh qua Tây Phương tịnh thổ. Ta bà đau khổ, biển nghiệp mênh mang, tam giới bất an muôn ngàn chướng ngại, cúi đầu kính lại Từ Phụ xót thương, mây lành che khắp muôn phương, nước Pháp thấm nhuần vạn vật. Chúng con cúi đầu trước Phật, ngưỡng cầu Từ Phụ chứng minh, nguyện cho tất cả chúng con hiện tại đời này tín tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên và hạnh phúc bình yên, kiết tường như ý, bát nhã thánh trí, mau chóng được viên thành, ba nghiệp tịnh thanh, tu trai niệm Phật, phát lòng chân thật, quyết chí vãng sanh, bảo sở lạc thành là nơi quy túc. Và thành tâm nguyện chúc cho đạo tràng nghiêm túc luôn kiểm thúc thân tâm, đệ tử viện Tòng Lâm luôn chan hòa ánh đạo, nguyện cho tất cả chúng con ngày hôm nay quy hướng Tam Bảo, giữ trọn niềm tin vượt qua bao nhiêu ma chướng để thẳng hướng cuộc hành trình trở về Tây Phương tịnh độ. A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc hồi hướng, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ, cảm tạ tri ân đạo tình sâu thiết chư tôn đức nơi ban tổ chức khóa tu tại chùa Hoằng Pháp đã cho con có một cơ duyên thù thắng chia sẻ buổi Phật pháp hôm nay đến với quý Phật tử. Kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, tuệ đăng thường chiếu. Sự hiện diện của chư tôn đức ở đâu, đó là niềm hạnh phúc an lạc cho đạo pháp, cho chúng sinh ở nơi đó. Và kính chúc cho toàn thể quý Phật tử niềm tin kiên cố, xây dựng đời sống đạo đức vẹn toàn, luôn được bình an trong ngôi nhà chánh pháp. Bốn ơn ta nguyện đáp, ba cõi thải đồng nhờ, tất cả được sang bờ an vui giải thoát.